Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình cập nhật giá xe ở đầu tháng 7. Clip này clip tổng hợp đã có đầy đủ tất cả dòng xe luôn, từ tay ga cho tới tay côn nha. Anh chị bạn nào có nhu cầu mình mua bất kỳ dòng nào thì chịu khó mình tham khảo. Thì đồng hành giới thiệu mình trong này thì không Thư sửa trợ giới thiệu của mọi Thư ạ. Hi, xin chào cả nhà nha. Chào mừng mọi người đã đến với một cái tháng mới thật là rực rỡ luôn. Thì hiện tại tại cửa hàng của em thì có rất là nhiều dòng đang chờ đón mọi người ghé chốt đơn đây ha. Rồi địa chỉ cửa hàng em Thư là 16/23 Bình Quốc A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Ưu tiên cho những khách hàng nào có đặt lịch hẹn trước với em qua số điện thoại Zalo phía dưới. Em sẽ dành tặng voucher trị giá 2 triệu đồng và hỗ trợ chi phí xăng xe đi lại cho cả nhà mình thêm 1 triệu nữa nha. Thì kế bên em đây thì sẽ có là dòng Vision nè mọi người. Đó, em sẽ quay chi tiết cho mọi người tham khảo luôn ha. Thì với dòng Vision này á, thì bên em đang giảm cho mình nè. Hiện tại khóa thường sẽ là 30.500 bao VAT. Ưu tiên khách nào đặt lịch hẹn trước sẽ được giảm thêm trực tiếp 1 triệu nữa nha. Rồi với phiên bản kế tiếp đây, nó sẽ là bản phiên bản cao cấp nha mọi người. Cao cấp thì bên em sẽ có màu đỏ và màu trắng nha. Sẽ là 32.500. Rồi tiếp theo bên trong là một số màu 3D, bên em sẽ lên màu sẵn cho chị em nhà mình tham khảo luôn. Thì với những cái màu 3D như thế này đó, bên em sẽ chi phí chỉ có 1 triệu thôi. Nhưng mà màu sơn này bên em sẽ bảo hành cho cả nhà mình tận 2 năm màu sơn nha. Và thủ tục góp của dòng Vision này hiện tại bên em đang hỗ trợ rất là đơn giản luôn. Chỉ cần một căn cước công dân, mọi người đủ 18 tuổi là ghé mình chốt đơn nha. Chỉ cần trả trước giúp em 2 triệu thôi là mình sở hữu một con xe như thế này. Và đặc biệt hơn nữa là lãi suất cực thấp. Nếu nhà có tài chính cứ ưu tiên 30% là nhận luôn cả về gốc nha. Đó, tháng này là bên em đang hỗ trợ về cái phần thủ tục góp đó cho mọi người rất là chi tiết luôn. Rồi, thì đại diện cho phiên bản AB thì đã về mẫu 2025 rồi mọi người ơi. 2025 thì mọi người theo em sẽ quay cho mọi người xem ha. Đó, về mẫu 2025 bao gồm có 125 và 160 nha mọi người. Thì đây là cái màu đặc biệt nè. Em báo giá hữu nghị trong tuần lễ này cho cả nhà mình luôn sẽ là 44.500 bao VAT cho phiên bản đặc biệt này. Còn phiên bản 2023 sẽ là 42.500 nha, bao VAT. Ai thích 160 thì nhanh tay chốt đơn 2023 nha mọi người. Đó, sale rẻ cho cả nhà mình luôn. Đây là cái bản màu mới của 2025 nè mọi người, màu rất là đẹp luôn. Đây là màu xanh nhớt nha, kết hợp với bên trong là ốp màu vàng đồng nha mọi người. Rồi, phía ngoài đây á, thì sẽ có một số màu trắng đen nè mọi người, top hiện tại AB trắng đen. Rất là được các anh nam yêu thích luôn ha. Thì thủ tục đơn giản mọi người ơi. Một căn cước công dân cho 125 thì mọi người trả trước 3 triệu là mình nhận xe. Đó. Và hỗ trợ là ship xe toàn quốc nha. Biển số thì bên em nhận làm toàn quốc cả nhà khỏi lo. Và chính sách bảo hành của dòng Honda AB này thì là sẽ là 3 năm nha mọi người. Rồi, bên tiếp tục bên đây một dòng Vision không thể bỏ lỡ trong tuần này. Xám xi măng thì đầu top quốc dân là bản thể thao nha mọi người. Để giá tốt trong tuần lễ này là 37.500. Đây là xám ánh tím nè mọi người. Khách hay hỏi rất là nhiều. Rồi, tiếp tục một dòng tay ga luôn. Các bạn Gen Z, các bạn tin tin bây giờ rất là đam mê luôn. Mà hiện tại là mọi người biết sao không? Lên màu là theo yêu cầu cũng có. Lên sẵn màu hot trend sẵn luôn, cả nhà mình cứ ghé là chốt đơn thôi. Đây là mẫu 2024, phiên bản mới cho cả nhà mình ha. Hiện tại thì là 36 triệu phiên bản khóa thường. Phiên bản khóa thông minh sẽ là 39 triệu nha mọi người. Hai cái nó chênh nhau tầm 3 triệu ha. Và đặc biệt hơn nữa là lên màu sắc như thế này á, chi phí 1 triệu thôi, bảo hành cho cả nhà mình là 2 năm. Thì trong tuần lễ qua bên em bán hot nhất là cái con màu cam nè mọi người. Cam bán rất là nhiều luôn. Cái màu ở ngoài chạy rất là nổi ha. Và trong chương trình hôm nay bên em đang có chương trình là phụ kiện định vị giảm 50% luôn. Đó, tiếp tục là một cái màu xanh GB hoặc là xanh candy mọi người hay hỏi nè. Cái con này mà lên đèn demi led nữa là quá chuẩn cho em này luôn ha. Rồi chi tiết thông tin cứ inbox cho em, nhá máy cho em gọi là em tư vấn cho cả nhà mình luôn. Phiên bản 160 bên em có hai phiên bản nha, một phiên bản là Indo và một phiên bản là Việt Nam ha. Việt Nam là 43 triệu, Indo là 47 triệu bao VAT. Okay. Mốt nè mọi người ơi. Phiên bản SH nữ thì em quay đại diện ở đây để báo giá cho cả nhà mình nha. Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc là màu sơn cứ inbox cho em nha mọi người. Về cơ bản sẽ là 56 triệu cho phiên bản CVS bao VAT. ABS sẽ là 63 triệu nha mọi người. Ưu tiên đặt lịch hẹn trước được giảm thêm 1 triệu nữa nha. Rồi, SH cao. Dạ, SH cao đây mọi người ơi. Với phiên bản trắng đen này là mẫu mới 2024 nè mọi người. Trong tuần lễ hôm nay là bên em cực kỳ là đại hạ giá cho phiên bản 125 luôn, giá hữu nghị luôn. 72 triệu bao VAT, mua góp trả trước cho em 12 triệu. Còn nếu như thích 160 thì là 90 triệu nha mọi người. Rồi tiếp tục luôn. 150 là bên em còn đúng hai mẫu là xám thể thao và màu đen nhám. Thì riêng hai bản này em sale trên video clip cho cả nhà mình luôn là 95 triệu bao VAT, ABS luôn nha mọi người. Ok. Rồi qua Vinder đi. Vinder thì có V3 và V4.
V3 thì đang giảm nhiều á mọi người. Winner V3 thì còn có 33 triệu cho phiên bản CBS nha. Còn Winner V4 thì bản CBS là 35 triệu. À, riêng mọi người thấy V4 bên em đã về rồi mọi người. V4 thì giá cũng rất là tốt nha. ABS luôn, V4 38 triệu bao VAT. Mua góp thì mọi người cứ mang một căn cước công dân trả trước giúp em từ 3 triệu, dòng nào cũng vậy hết mọi người. Rồi có hai dòng em đang hỗ trợ giá cho mọi người, chỉ còn trả trước 1 triệu là mình nhận xe này. Đây là PC1 nè mọi người. PC1 này á về đủ màu và đặc biệt hơn là hãng Yamaha nha mọi người. Hãng Yamaha này sẽ bảo hành xe cho mình là 3 năm toàn quốc luôn. Một dòng xe chạy rất là cute luôn ha. Bản này thì hỗ trợ cho đủ 18 là mình đã duyệt hồ sơ rồi. Cứ mang lên một căn cước công dân, một củ khoai thôi mình nhận xe nha mọi người. Chỉ còn 1 triệu thôi, không cần nhiều. Rồi, tiếp tục là chuỗi series về phiên bản ẹt 155 nha mọi người. À, đồng giá 2023 là bên em giảm nhiều nhất đó mọi người. 2023 là bên em giảm cho cả nhà mình là 44 triệu luôn. À, khóa thông minh đồng giá. Riêng cái xanh GB nè, xanh GB của ABS 2024 là bên em sẽ giảm nhiều hơn. Đó, hiện tại chỉ còn có 49 triệu 500 thôi. Mua góp mọi người mang một căn cước công dân cho trước từ 3 đến 4 triệu là mình sở hữu xe nha mọi người ơi. Rồi, cái con mà khách hay hỏi nhiều nhất luôn thì em sẽ tư vấn kỹ. Đây á, là xám xi măng, xám bánh đỏ đó mọi người. Trong truyền thuyết luôn ha. Và đặc biệt hơn nữa, ở thị trường đang là toàn bộ là màu 3D hết. Riêng tại cửa hàng của em còn đúng 7 con màu zin. Màu zin nha mọi người. Cứ lại đây test xe cho mọi người, check hàng thoải mái luôn. Màu zin nha, sale cho mọi người là 44 triệu 500 bao VAT. Còn những cái phiên bản ad khóa thông minh đồng giá cho mọi người là 43 triệu. Rồi theo em thì xe sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là ad 150. Ad 150 thì là 42 triệu nha. Còn đây là MX King nha mọi người. MX King cũng là 42 triệu luôn, xe nhập khẩu nha. Ai thích 150 thì ngay tay chốt đơn. Rồi tiếp đến là Sonic, Sachia. Và hai cái phiên bản này thì các bạn nam đang rất là ưu chuộng luôn. Thì Sachia bên em giảm cho cả nhà mà còn có 41 triệu thôi. Còn Sonic sẽ là 49 triệu nha mọi người. Như mọi người cũng biết Sonic là Sonic thì bữa nay có đủ màu á. Đủ màu. Đỏ nè, Racing nè. Thị trường đang nói chung là đợt này là phiên bản nhập cháy hàng rồi mọi người, nên là thời điểm này bên em còn hàng sale mọi người, tranh thủ nha. Đây, Sachia nè. À bên em đây sẽ có một con phu chờ về nè mọi người. Nãy giờ báo mà chưa báo phu chờ. Rồi báo nhanh phu chờ cho cả nhà mình tham khảo luôn. Bánh căm phiên bản mới 34 triệu bao VAT. Ai thích bánh mâm 2024 thì 36 triệu 500. Trong tuần lễ này giá đang rất là tốt. Nhanh tay liên hệ với em hỗ trợ tư vấn nha. Ok, thì đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip. Xin chào. Cảm ơn mọi người đã xem video clip của anh Thư. Ưu tiên khách hàng đặt lịch hẹn trước để mình nhận combo quà tặng trị giá 2 triệu đồng nhé.